theo tập trước cố phi vung kiếm lên rồi nói với ngân nguyệt chính là chú thế rồi một đường kiếm bổ thẳng vào mặt ngân nguyệt thấy hội trường nhà mình bị chém hai thằng khác xông vào ngân nguyệt la lên mày 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 cố phi nhìn lại thanh kiếm trên tay rồi nói ớ nhầm hàng rồi vội vàng rút mà không để ý lúc này mấy thằng trong hội la lên hội trưởng mau lùi lại để anh em bảo hộ ngân nguyệt lúc này đã đen mặt lại nói vô dụng bởi vì hắn có dịch chuyển tức thời thân hình của cố phi lúc này đã lóe lên hắn xuất hiện sau lưng ngân nguyệt và đánh ra một chiêu song viêm thiểm một chém đã vả cho ngân nguyệt cứ thế bay màu một chiêu này của cố phi làm cho đám người ở đây đều há mồm trợn mắt chúng nó nói với nhau đệt một chiêu song viêm thiểm liền lên bảng tốc độ của hắn là tăng hết vào nhanh nhẹn à công tử trầm mặc không nói gì mấy đứa bu lại cố phi và nói người anh em thêm bạn đi sau này có chuyện gì cứ việc hú một câu đại ca xưng hô thế nào cố phi nghe xong cũng thấy đủ phiền phức hắn liền phóng ra ngoài cửa bọn kia la lên cao thủ đừng đi vội mà thì ra hắn là một cao thủ ẩn danh mau đuổi theo nhất định phải có được cách liên hệ với hắn công tử nói với hữu ca hữu ca chúng ta rút thôi hữu ca xác nhận hiểu rồi đột nhiên có thằng hét toáng lên đợi đã một thằng chỉ mặt đám công tử nói mấy người biết hắn đúng không người quang minh không nói chuyện mờ ám có thể cho chúng tôi biết chút tin tức về vị cao thủ vừa rồi không mấy thằng khác tán thành đúng chuyện còn chưa xong đâu ít nhất cũng phải cho cái ai đi liên hệ chứ công tử lúc này chợt nhớ ra không đúng tên ngân nguyệt này khả năng là ngay từ đầu hắn đã muốn ép thiên lý ra tay nhằm gây ra hỗn loạn thậm chí hắn còn tự lấy mạng mình ra để đổi lấy việc bại lộ thực lực của thiên lý thật đúng là một tên sói già có điều cục diện này cũng không nằm ngoài kế hoạch chuyển cảnh doanh trại kỳ sĩ điểm hồi sinh ngân nguyệt khóc lóc nước mắt hai hàng mà nó tụt con mẹ nó một cấp rồi đúng lúc này thì thông báo truyền tới lão đại mâu thuẫn bùng nổ rồi hiện giờ mọi người đều yêu cầu tên hữu ca kia giao người ra nếu không sẽ không cho đi nghe xong ngân nguyệt đắc ý cười thầm ha ha cuộc chơi đã đến hồi thú vị tên này nhắn tin cho đồng bọn bằng mọi giá phải tìm cách khiến thiên lý không thể nói đạo lý để mọi người cho rằng đây là một âm mưu một mâu thuẫn không thể hòa giải hai thằng thuộc hạ của ngân nguyệt gật đầu ra hiệu cho nhau thế là bọn này bắt đầu dở võ mồm đừng tưởng qua loa vài câu không biết tên pháp sư kia là xong tôi nghĩ chắc chắn chúng muốn gạt tiền của mọi người vừa muốn gạt tiền lại vừa không muốn giao người bọn tao muốn gặp bọn mày thật quá hiểm ác rồi đấy mấy đứa bắt đầu phản ứng dữ dội đúng thế hôm nay không giao người ra thì đừng hòng rời khỏi đây hữu ca lo lắng hỏi đồng bọn công tử làm sao bây giờ tình hình thế này rồi mà cậu vẫn có thể bình tĩnh công tử phân tích người tới hôm nay đều vì muốn kết giao với thiên lý mục đích cuối cùng và cũng là đơn giản nhất đó chính là đào người về thế lực của mình mà muốn đào thiên lý cậu nói xem ai sẽ là người nóng mắt nhất lúc này tế yêu vũ đứng bật dậy quát đúng rồi đấy lũ khốn muốn đào người ngay trước mặt hội trưởng công hội chúng ta thích gây sự à mấy đứa nghe xong giật mình hỏi lại người của công hội các cô là ai vậy tế yêu vũ lớn tiếng nói tên pháp sư vừa rồi chính là người của tử tinh hội chúng tôi mấy thằng ở đây nghe xong đều há mồm trợn mắt la lên cái gì thế là chúng nó bàn tán với nhau hóa ra hắn là người chơi nam duy nhất của trọng sinh tử tinh chả trách các chị em lại có thể đánh bại đối tử đương ca và vân mục thì ra là có đại thần tọa chấn đã là hoa có chủ mà chúng ta còn ngang nhiên bàn chuyện đào người có vẻ không thích hợp lắm nha hữu ca khoái chí nói nhỏ mé được cứu rồi công tử lúc này đang dùng cặp mắt sắc bén của mình theo dõi tình hình hắn phát hiện ra hai thằng thuộc hạ của ngân nguyệt đang xì xào bàn tán với nhau cùng lúc đó bên ngoài điểm hồi sinh của doanh trại kỵ sĩ ngân nguyệt thầm nghĩ không ngờ gã thiên lý đó lại là thành viên của tử tinh hội chiến vô thương lù lù xuất hiện phía sau ngân nguyệt rồi hỏi chú đây rồi vội vàng đi đâu vậy ngân nguyệt lúc này tức giận nói là các ngươi ngự thiên thần minh chỉ mặt ngân nguyệt nói tôi đoán hắn cố ý là cái chắc lúc này bàn tay của chiến vô thương đã đẩy vào ngực ngân nguyệt hắn gằn giọng nói giờ cho bẩn sau lưng người khác sẽ không có kết quả tử tế ngân nguyệt bị chiến vô thương tóm cổ thì a à cay lắm trẻ trâu bên kia đã kích động bạo lực lão chiến uy vũ hấp hắn hấp hắn đê lúc này ngân nguyệt gạt tay chiến vô thương ra sau đó hắn nhanh chóng lấy kiếm ra tên này vung vương thệ chi kiếm ra chém rồi nói đừng tưởng đơn giản như vậy cơ mà chỉ nghe keng một phát vương thệ chi kiếm đã bị chặn lại chiến vô thương một tay cầm trọng kiếm ra đỡ một tay lấy nốt thanh còn lại rồi nói làm sao ta đâu chỉ có một cây vũ khí tiếng hét thê thảm lại vang lên ngân nguyệt đã bị chiến vô thương thông chết chiến vô thương nhắn tin cho đồng bọn kiếm quỷ hàng về mời kiểm tra và nhận ngự thiên thần minh lại hỏi một mình kiếm quỷ ổn không có cần gọi thiên lý đến không chiến vô thương cười nha nhở nói thiên lý chặn tin nhắn rồi nếu không tên ngân nguyệt này ít cũng phải tụt về level 30. mươi ngự thiên thần minh hỏi lại tình hình bên quán rượu thì sao chiến vô thương trả lời công tử nói không vấn đề công tử bên này đã sắp xếp xong xuôi hai tên đệ của ngân nguyệt có vẻ hơi thiếu thông minh không có hắn chúng không gây ra được bất ngờ gì mấy thằng kia ngạc nhiên hỏi sao đột nhiên không liên lạc được với đoàn trưởng nữa chỉ thấy câu cuối là ai làm ảnh hưởng đến chúng ta lập tức cho biến mất một thằng nói với tế yêu vũ các em gái chỗ đàn ông nói chuyện đừng làm ảnh hưởng, mời đi chỗ khác chơi đi. Trong lòng thầm nghĩ, tưởng công hội toàn gái là ngon à? Tao xem nhiều hội trưởng công hội muốn đào người như vậy, chúng mày có thể làm gì? Công tử thấy hành động thiếu muối của thằng kia, hắn cười nham hiểm, ngu xuẩn. Bên này, Tế yêu vũ đã phi thân qua, đồng thời cứa cổ thằng kia. Tế yêu vũ lạnh giọng nói, tôi thấy ông đang có vẻ hơi quá khích, mời về điểm hồi sinh bình tĩnh lại đi. Cả hội trường thấy cảnh một đao đoạt mạng của Tế yêu vũ, tất cả đều im lặng như tờ. Công tử chỉ vào thằng đàn em ngân nguyệt còn lại rồi nói, chị đại tên này có vẻ cũng không được bình tĩnh thằng kia hoảng hồn la lên đừng có nói bừa ta không làm gì cả mấy đứa khác thầm nghĩ tốt nhất đừng chọc vào chị đại hung hãn này lúc này bên ngoài cửa có tiếng nói vọng vào vẫn chưa giải tán sao thấy cô phi bịt mặt bước vào mấy thằng kia thầm nghĩ lại tới à công tử trề mỏ ra hỏi rốt cuộc cậu muốn làm gì cô phi trả lời lần này là nhiệm vụ truy nã thật công tử điên tiết lên quát cú nó tin nhá mấy thằng bên dưới hào hứng reo lên cao thủ muốn tìm ai để tụi em chỉ điểm cho cố phi nghe xong lấy kiếm ra và bảo ừm sau đó chỉ kiếm vào một thằng và thông báo cậu thằng kia giật mình la lên what the hell cố phi xua xua tay nói Nhưng chút cản tầm nhìn tôi rồi thằng kia đần mặt ra kêu hóa cao thủ làm em sợ hết hồn sau đó cố phi chỉ vào một thằng chiến sĩ mặc giáp đen và nói mục tiêu là vị này thế là đám đông lập tức nhường đường thằng chiến sĩ kia khinh bỉ nói cuối cùng vẫn chỉ là một pháp sư mà thôi hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi một bài học sau đó tiếng la hét vang lên áo áo mấy thằng xung quanh tròn mắt mà nhìn cố phi thầm nghĩ thật nhàm chán bởi vì hắn quá quen với lời thoại trước khi ngỏng của lớp chiến sĩ rồi công tử chề môi ra hỏi đợi đã cố phi ngạc nhiên quay lại hỏi làm gì lại muốn hố tôi à công tử bĩu mỏ liếc mắt nhìn đều rồi nói ừm ờ cố phi đáp lại nói tiếng người đê tôi đâu phải kiếm quỷ công tử gào lên vậy còn không mau bỏ chặn tin nhắn cố phi giật mình nhắn lại à mé quên mở công tử đề xuất mau tiễn tên lén lút bên kia về làng ai hỏi thì cứ nói là để gìn giữ hòa bình cố phi nhận tin xong lập tức tốc biến dịch chuyển sang chỗ khác hắn xuất hiện chuẩn xác trước mặt cái thằng đội nón trùng đầu cố phi lạnh lùng nói này ông dẫm chân tôi rồi đấy thằng kia gào mồm lên không nhưng mà chưa kịp giải thích thì cố phi đã chém nó bay màu cố phi vẫy tay chào mọi người xong rồi té đây mấy thằng kia toát mồ hôi thầm nghĩ dẫm chân cái cơ chém người này cũng quá bá đạo đi mấy thằng kia lại hỏi cứ vậy mà đi mặc dù là bỏ ra 100 vàng nhưng chúng ta đến đây đâu phải để xem biểu diễn công tử đưa hai tay lên vỗ vỗ rồi nói đương nhiên sẽ không để các vị đến không vị pháp sư vừa rồi tên là thiên lý nhất túy muốn kết giao hắn vậy thì dùng bản sự của các vị đi tế yêu vũ gào lên hỏi cậu làm quái gì vậy sao lại cho chúng biết tên công tử hỏi lại sợ thiên lý bị đào đi tế yêu vũ lại gào lên đương nhiên công tử thản nhiên trả lời chỉ là một cái tên mà thôi đào thế nào tế yêu vũ tỏ vẻ lo lắng nói danh tự trong trò chơi giống như số điện thoại sẽ bị quấy rối đến chết công tử thản nhiên đáp vậy chẳng phải cái tên tế yêu vũ của cô cũng rất nổi tiếng đó sao đã bao giờ bị quấy rối chưa nghe xong tế yêu vũ thấy cũng có lý tế yêu vũ hỏi cô phi lý a ông đang mở hay chặn tin nhắn riêng đấy cô phi trả lời đương nhiên là chặn sao đột nhiên lại hỏi cái này nghe xong tế yêu vũ nói với đồng bọn các chị em dẹp đường về phủ thôi công tử cũng nhắn cho cả cứng kiếm quỷ tình hình bên đó sao rồi nghiện thuốc trả lời hắn vừa ra khỏi điểm hồi sinh bọn tôi đang chờ cơ hội ra tay công tử nhắc nhở cẩn thận chút chỉ số phòng ngự của hắn rất cao nghiện thuốc đương nhiên là có thừa kinh nghiệm hắn bật chế độ tàng hình tiềm hành con hàng ngân nguyệt vẫn tiếp tục di chuyển kiếm quỷ vẫn cứ một mực theo sát cái thằng này không rời nửa bước ngân nguyệt vẫn không phát hiện ra được có gì bất thường còn kiếm quỷ vẫn cứ ẩn thân chờ cơ hội giao thông ngân nguyệt đột nhiên ngân nguyệt dừng lại cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm sẽ nhột thằng này giả bộ nói là ai ra đi đừng trốn nữa kiếm quỷ kinh ngạc hỏi không thể nào chẳng lẽ hắn cũng có khả năng cảm nhận được sắc khí của người khác giống như thiên lý ngân nguyệt nổi điên lên nói Tao nói đừng trốn nữa." Kiếm Quỷ lúc này đã đứng lên, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. Ngân Nguyệt lại gào mồm lên, "Không ra là tao động thủ thật đấy." Thế rồi thằng này giả bộ chỉ tay vào không khí, "Nói mày đấy." Kiếm Quỷ thầm nghĩ, thì ra chỉ là thử thăm dò. Kiếm Quỷ lúc này không nhịn được nữa, hắn lặng lặng chơi một chiêu bối thứ vào mông Ngân Nguyệt. Sau khi bị xuyên một phát vào mông, Ngân Nguyệt quay qua rồi nói, "Bên này." Cơ mà Kiếm Quỷ đã xuất hiện phía sau Ngân Nguyệt. Tiếng rên la thê thảm của Ngân Nguyệt lại vang lên, "Áo áo." Sau khi tiễn Ngân Nguyệt về làng, Kiếm Quỷ thẩm nghĩ, quả nhiên hắn chỉ khó chơi khi dựa vào đoàn đội còn thực lực chiến đấu riêng lẻ rất kém sau đó hắn thông báo với cả bọn nhiệm vụ hoàn thành chuyển cảnh quán rượu tiểu lôi hữu ca vui vẻ thông báo với cả bọn rốt cuộc cũng kiểm đếm xong tổng cộng 18.400 vàng hai thằng chiến vô thương sung sướng la lên áo nhiều hơn dự tính ba nghìn phát tài rồi hố hố ngự thiên thần minh sung sướng la lên trung bình mỗi người được bốn nghìn vàng hữu ca lúc này nhắc nhở đừng quên phiêu lưu cũng có phần vừa nhắc đến đã thấy phiêu lưu thò mặt vào tươi như hoa nói tôi đến nhận các xe đây ngự thiên thần minh chửi ầm lên phắn đừng có xuất hiện trước mặt ta công tử xách cổ ngự thiên thần minh lên rồi mắng người lớn đang bàn chính sự trẻ con ra chỗ khác chơi phiêu lưu nói với công tử lần diễn này ít nhất cũng phải được bốn chứ nhỉ ngự thiên thần minh gào lên solo solo không công tử thản nhiên đáp chúng ta đã thống nhất rồi hắn đưa ba ngón tay lên và nói ba phiêu lưu ngoắc ngoắc hai ngón tay đáp lại nhưng sau đó cậu ra hiệu hai tôi nói để bàn sau công tử đưa hai ngón tay lắc lắc và nói không không ông hiểu sai ám hiệu này của tôi có nghĩa là ok chốt phiêu lưu chán nản nói được rồi ba thì ba ngựa thiên thần minh ném ba cái túi tiền vào mùng phiêu lưu rồi quát mau cầm tiền rồi phán đi hữu ca toát mồ hôi thầm nghĩ phù may mà phiêu lưu không so đo ngựa thiên thần minh khoái chí nhìn ra cửa sổ nói tên đần đi thật kìa ha 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 công tử nói thêm ngân nguyệt muốn giở trò với chúng ta nhưng hắn tính sai một điểm nếu vừa rồi hắn không ồn ào thì đã không khiến một ít người để mắt tới thật đúng là tự gây nhiệt thì không thể sống lúc này ngân nguyệt đang tung tăng ngoài đường vân trung mộ cười nham nhở hỏi ngân nguyệt đã lâu không gặp nhỉ lúc này dòng người vẫn hối hả lại qua không ai để ý đến hai thằng ngân nguyệt do so dự hỏi mày vì sao mày lại ở đây vân trung mộ trả lời mày chỉ lo trò chuyện vui vẻ ở quán rượu đương nhiên sẽ không chú ý đến loại tiểu tốt như bọn tao mà thôi gặp cũng gặp rồi giải quyết món nợ cũ nào thúc thủ chịu trói đi ngân nguyệt cảm thán đáng tiếc mày tới đúng lúc lắm nói rồi thằng này trưng ra cái mặt nham hiểm vân trung mộ và mặt tròn nghe xong tái hết cả mặt lúc này đám song binh đoàn của ngân nguyệt cũng đã thò mặt ra hết cả khắp nơi đều là người của chúng mai phục ngân nguyệt khoái trí cười vang a ah ha ha không ngờ kế ôm cây okay đợi thỏ lại thành công bao vây bọn nó cho tao vân trung mộ tức giận quát thằng khốn hôm nay dù có chết tao cũng phải kéo mày theo cùng thế là bọn kia đồng thanh hò hét nhau lên ba thằng vân trung mộ đã bị chém bay màu ngân nguyệt cười đắc ý nói thật cho rằng mang theo ba mươi mấy người là có thể hạ được tao cũng phải khen ngợi mày hẳn là đặc biệt nhắm vào tao vậy mà trước đó vẫn có thể nhẫn nhịn không dám báo thủ khi nhìn thấy tiếc thật kế hoạch vốn dùng để đối phó đám công tử tinh anh đoàn kết quả lại lãng phí trên người bọn này chuyển cảnh nơi nào đó trong vân đoạn thành hệ thống thông báo với cố phi điểm pk đã về không phiêu lưu hỏi cố phi vẫn còn cày pk chăm chỉ thật cố phi hỏi lại tìm tôi có việc phiêu lưu trả lời có một vấn đề tôi vẫn luôn không hiểu muốn lĩnh giáo một chút sát thương phép thuật của cậu rất cao nhưng lúc cậu múa kiếm ở tử quán không thể xuất kỹ năng mới đúng ngoài ra tổn thương cũng không thể thấp như vậy chẳng lẽ còn có một pháp sư khác bí mật ra tay hỗ trợ cố phi lắc đầu phiêu lưu ngạc nhiên hỏi vậy làm thế nào mà cậu làm được cố phi không muốn nói nhiều mà sách kiếm ra nói tôi biểu diễn cho cậu xem một lần thế là hắn chém ra mấy đường kiếm màu mè hoa lá hẹ xong viêm thiểm sau đó đã có một ngọn lửa bùng lên trước mặt cố phi phiêu lưu nhận định mặc dù xuất được kỹ năng nhưng song viêm thiểm vốn là một kỹ năng xuất chiêu nhanh thế rồi hắn để ý đến tay cầm kiếm của cố phi hắn nói với cố phi chờ đã vũ khí không phát ra hiệu ứng hỏa viêm nhưng tay trái lại có cậu thiết lập tay trái dùng kỹ năng tay phải múa kiếm như vậy sẽ không ảnh hưởng đến ngâm sướng mà tay trái vì không có vũ khí nên sát thương gây ra sẽ cực thấp cố phi cười híp mắt khen ngợi không hổ là cao thủ nhìn một lần liền hiểu phiêu lưu vỗ đầu thở dài ai thì ra là vậy cao thủ quả là cao thủ giờ thì tôi có thể yên tâm thoát game đi ngủ được rồi hẹn gặp lại cố phi cũng vẫy tay chào lại thật có tinh thần nghiên cứu sau đó hắn lên tinh thần tiếp tục cày nhiệm vụ truy nã thôi nhưng sau đó lại gào lên mục tiêu không online không hoàn thành nhiệm vụ hiện tại thì sẽ không làm được cái tiếp theo còn nếu hủy bỏ thì tích lũy trước đó sẽ không được cộng dồn mé nhất định phải khiếu nại với nhà phát hành về vấn đề này mới được lần trước cũng vậy mục tiêu không online đến lúc mình online thì hắn đã tẩy điểm pk về không khiến nhiệm vụ thất bại lần này đã tích lũy được 198 rồi chỉ cần thêm hai lần nữa là tròn chuỗi 200. trăm cô phi chắn nản nói cũng không còn cách nào khác tạm offline vậy hôm sau cô phi vào game đã gào khóc thảm thương má biết ngay mà ta không tin có tài thử lại một lần nữa thế là hắn chạy đến chỗ nhận nhiệm vụ truy nã thông báo đã nhận nhiệm vụ cố phi lúc này như một con chó sổng chuồng chỉ trực di cắn người sau đó là cảnh cố phi giật đuổi cắn người à không chém người đại hiệp tha mạng cố phi hò hét chạy cái gì sau đó hắn lại đuổi đánh một thằng khác chết đi thằng kia hoảng sợ la lên kêu kêu cố phi nhận thông báo mà lòng đau như cắt càng nghĩ càng tức mà hôm qua chỉ thiếu hai điểm thật muốn biết sau khi hoàn thành chuỗi 200 sẽ có phần thưởng gì quá hệ thống xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ cố phi ngẩn hết cả người ra hệ thống thông báo mặt dây chuyền truy phong đã tăng cấp, mở khóa kỹ năng mới. Cố Phi nhấn vào màn hình hiển thị, trên đó thông tin kỹ năng hiện ra, giám định nhân vật mục tiêu hoàn toàn, bỏ qua tranh lệch level nhân vật và cấp độ giám định thuật, tỷ lệ thành công 100%. Cố cô Phi gãi đầu thầm nghĩ, nhưng cái này có ích gì với mình chứ, mình đâu phải hữu ca, kệ, cày tiếp thôi. Thế là hắn lại ham hở đi cắn con người ta. Cố Phi bước vào quán rượu rồi nói, thích nhất là mục tiêu ở quán rượu. Vừa vào, Cố Phi đã thấy mục tiêu số hiệu 19857, chính là hắn thử giám định đã, một tiểu pháp sư, level 34, đồ trắng. Đánh nhanh rút gọn đi. Cố Phi tiến vào, vẫn như mọi khi, hắn nói câu đuổi mấy đứa không phận sự, nhiệm vụ truy nã. Cơ mà một thằng đã nhận ra Cố Phi. Thằng kia ngạc nhiên hỏi, "Ê, ố, thầy Cố Phi?" Cố Phi đen mặt thẩm mỹ. "What the hell, vì sao lại gặp đám học sinh ở nơi này?" Thằng kia đứng lên và nói, "Thì ra thầy Cố Phi cũng chơi bình hành dưới sao?" Sau đó một đứa nói, "Tôi không dám định được thông tin của thầy, nhất định là level cao hơn chúng ta nhiều lắm." thế là đám học sinh nhìn cố phi bằng con mắt tán thưởng oa oa cố phi cũng giật mình ách sao mình có thể xuống tay với các học sinh yêu quý được đây hắn vội vã quay người đi tôi có việc đi trước đây các em cứ từ từ mà chơi đúng cấm được uống rượu mấy đứa kia la lên đợi đã thầy cố phi đừng đi mà thầy cố phi chạy biến đi mấy đứa chán nản nói chưa kịp hỏi ai đi của thầy nữa tôi còn chưa thêm bạn tốt làm sao bây giờ một đứa thông minh đột xuất rồi nói lũ đần đợi đi học rồi hỏi chứ sao bọn kia tán thành ư ừ nhỉ chuyển cảnh quán rượu tiểu lôi chiến vô thương đang khoe mẽ với cả bọn nhìn quả giáp màu tím mới của tôi chưa thuộc tính vừa tăng công lại vừa tăng thủ trẻ trâu cũng khoe mẽ tôi mới thửa được con hàng mới thư kích chi hô khiếu tầm bắn xa tấn công cao còn thêm phụ ma trí mạng thế là hai thằng một già một trẻ lại lao vào cắn nhau thư giác rưởi mà cũng khoe ông mới giác cả người ông toàn giác mặc cho hai đứa cắn nhau hữu ca hỏi công tử cậu không mua gì mới sao công tử đặt luôn cái bình rượu nếp cái hoa vàng ra rồi khoe đương nhiên có bình rượu loại đất nhất giá 120 vàng. Việc này làm cho hai thằng già trâu với trẻ trâu cầm nín, hữu ca đen mặt lại nói. Hoa 120 vàng để mua rượu. Tôi thấy cậu nên đổi tên Hàn gia công tử thành bại gia công tử đi thôi. Lúc này, có tiếng của cố phi truyền tới, tiểu lôi, tới rồi hả, bọn họ ở trên lầu. Mấy đứa la lên, hình như thiên lý đến rồi, mau cất trang bị đi. Cố phi hớt hải vội vàng chạy vào, nhìn cái bộ dạng của thằng này, bốn đứa kia ngu ngơ hết cả. Công tử lại đưa ly rượu lên hỏi, thật hiếm thấy cậu có biểu cảm như vậy. Xem ra có chuyện, mau chia sẻ để huynh đệ cùng giúp một tay cố phi toát mồ hôi nói gặp phải người quen ở hiện thực chiến vô thương nhanh nhào hỏi hiện thực là con gái hả ngự thiên cũng đần mặt ra nốt kỹ năng tán gái của anh đã đến mức khiến các em đuổi tới tận trong trò chơi rồi sao lợi hại cố phi nổi điên lên thẩm mỹ thật muốn chém chết hai con người này nhưng giải thích lại quá phiền phức thôi được rồi được rồi cố phi ngồi xuống chụp lấy ly rượu rồi hỏi đối thủ hôm nay là ai có chiến thuật gì không công tử thở dài một dòng binh đoàn nhỏ mà thôi kiếm quỷ vẫn chưa tới đợi cậu ta đi tôi không muốn nói hai lần một chuyện lúc này kiếm quỷ thò mặt vào và hỏi a à, sao hôm nay mấy người lại đến sớm hơn cả tôi cô phi vui vẻ reo lên tới rồi chiến thuật chiến thuật công tử thản nhiên nói chiến thuật hôm nay chính là không có chiến thuật vân tương dòng binh đoàn một đội góp nhặt lung tung cũng không hiểu sao bọn họ lại lọt được đến tận vòng này cô phi tức giận gào mồm lên hỏi đây chính là chiến thuật lại còn ra vẻ nguy hiểm chờ kiếm quỷ đến mới nói cô phi hỏi lại đúng rồi hữu ca chúng ta còn phải đánh bao nhiêu trận nữa hữu ca bắt đầu thể hiện khả năng tính toán hiện giờ đang là top 16 đội vậy tối đa 4 trận nữa sẽ kết thúc hai thằng chiến vô dụng với ngự thiên thần kinh lên cơn động cỡn quán quân anh tới đây cô phi lại nghĩ chỉ còn 4 trận nữa thôi công tử nói tiếp đối thủ lần này có đến 80 mạng mấy người có hứng thú với mvp thì chuẩn bị mà thể hiện đi cô phi chảy nước dãi thèm thuồng phát biểu 80 người đều là điểm tích lũy nha mấy thằng nháo nhào lên thiên lý mau dừng cái suy nghĩ đáng sợ đấy lại ngay phản đối trận này phải cấm thiên lý tham gia chuyển cảnh một bên khác mấy đứa đang gọi ầm lên a à phát a à phát a à phát tức giận quát nói bao nhiêu lần rồi trong game đừng có gọi tao là a à phát phải gọi đúng nickname nhìn cân treo sợi tóc thằng kia gãi đầu đáp lại tên méo gì những năm chữ lận a à phát rục rã tao còn đang định đi sắm trang bị mới đây rốt cuộc có chuyện gì mau nói đi một thằng reo lên à đúng bọn tao vừa gặp thầy cố phi hóa ra ông ấy cũng chơi game này a à phát làm bộ đắc ý nói lũ đần giờ mới biết hả tài khoản của thầy cố phi là tao cho đó thằng kia cây cú bật lại sao giờ mày mới nói a phát gãi đầu nói ách vì thầy bảo tao phải giữ kín vậy mau gọi thầy đến cùng chơi đi đúng đúng gọi đến kéo taxi đề giải thích taxi là thuật ngữ game chỉ một nhân vật level cao tổ đội kéo một đám level thấp đánh quái cho tăng kinh nghiệm a phát ngại ngùng đáp thật ra tao cũng chưa thêm bạn với thầy cố thằng kia cười nhạo để tao còn tưởng mày thân với thầy lắm ha ha thế là chúng nó nảy ra một ý vậy chúng ta đợi đến tiết thể dục thương lượng với thầy một chút học sinh và thầy giáo cùng chơi game nghĩ thôi cũng đã thấy thú vị chuyển cảnh bên trong bản đồ thi đấu khu vực spawn của đội xanh trên một ngọn núi cao gần đó công tử hỏi trẻ trâu thế nào thấy ai không trẻ trâu trả lời đâu chỉ là thấy bọn chúng còn lồm nhổm khắp nơi trên bản đồ luôn tôi chưa từng thấy đối thủ nào lại mất đoàn kết như thế này công tử chấn nản nói thật nhàm chán đội hình vô trương vô pháp hoàn toàn không phải khẩu vị của tôi kiếm quỷ lúc này cũng nói có một nhóm nhỏ đang tiến về đây công tử lên tiếng hỏi cũng tốt đỡ phải đi tìm từng tên một ai lên trước ngự thiên thần minh khoái chí giơ tay tôi 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 muốn test thử con hàng mới mua mấy ông đừng yên đấy cấm được giở trò ks chú thích ks là viết tắt của kinstead nghĩa là giết người cướp hàng hiểu Nona là cướp điểm của đồng đội hoặc kẻ khác mấy thằng thấy đám công tử ở đây thì đều tỏ ra ngạc nhiên ể ngự thiên thần minh vẫy tay chào bọn này hello bọn kia thấy ngự thiên thần minh thì chán ghét quay người bỏ đi đen vãi trưởng ngay cả nơi heo hút này cũng có người chiếm chỗ hữu ca chán nản nói với trẻ trâu chúng tưởng chúng ta là đồng bọn rốt cuộc dòng binh đoàn này là sao thật quá mất đoàn kết trẻ châu thấy mình bị ăn nguyên quả bơ thì gào lên đi chết đi lũ đần thế là mấy thằng kia đã bị trẻ châu bắn tên cho thành con nhím cả lũ trẻ châu sung sướng la lên áo u đã rất lâu rồi mới lại được hưởng thụ cảm giác miểu sát này lúc này hai thằng cố phi với kiếm quỷ đều tối sầm mặt lại nghĩ đậu mè không thể để nó hút hết điểm tích lũy được thế là hai thằng hùng hổ chạy lên đám hữu ca chiến vô thương với trẻ châu dễ nảy lên nói đứng lại đã giao hẹn không chơi KS rồi cơ mà. Cố Phi thấy Minh chạy trước mà vẫn bị kiếm quỷ theo sát, hắn khá bất ngờ, sau đó vui vẻ hỏi: "Tốc độ của cậu nhanh hơn trước rất nhiều, mới sắm thêm trang bị sao?" Kiếm quỷ xác nhận: "Ừm, tôi cũng mới cày xong đôi giày truy phong." Cố Phi lại hỏi: "Thế nào, chuỗi 100 rất khó đúng không?" Kiếm quỷ đắc ý trả lời: "Cũng tạm, bên này có mấy đứa đang thắc mắc với nhau, sao bọn hắn vẫn chưa trở lại, chẳng lẽ chiếm núi làm vua luôn rồi?" Kiếm quỷ lúc này đã kích phát kỹ năng tật hành, một thằng hét toáng lên: có người đang lao về phía chúng ta, không phải người của mình. Kiếm quỷ chạy rẽ đất nói với cố phi, tôi lo hai tên này, hai tên cung thủ kia là của cậu. Cố phi nói với kiếm quỷ, ách, chú ý yểm trợ tôi một chút. Kiếm quỷ ngạc nhiên hỏi, cậu mà cũng cần yểm trợ à? Lúc này có mấy mũi tên từ phía sau bắn tới cố phi, cố phi vung kiếm chém bay hết mấy mũi tên này. Kiếm quỷ nhìn thấy đen mặt thầm nghĩ, còn tưởng yểm trợ cái gì, thì ra là hóa ra là hắn chém tên của trẻ trâu. Trẻ trâu gào lên, thiên lý chết tiệt, cản trở tầm nhìn của tôi. Còn chém dụng cả mũi tên, anh đây là cố ý không cho tôi kiếm điểm đúng không? Cố Phi làm cái mặt quỷ rồi thách thức, không phục thì đến đánh tôi đi. Sau đó, hắn cười đê tiện với mấy thằng phe địch, điểm tích lũy a đùng chạy hắc hắc. Cố Phi đánh ra một chiêu, Hỏa thụ thiên trọng diễm, lập tức bọn kia đã bị nướng chín. Kiếm Quỷ giật mình thầm nghĩ, mẹ, cậu ta bắt đầu KS điểm rồi, không được, phải tranh thủ thời gian. Thế là ham hở chạy đi, nhưng mà Kiếm Quỷ quên mất thằng kia còn có tốc biến. Cố Phi nhanh chóng làm thịt một thằng, thằng này còn chả hiểu vì sao mình bị chém kiếm quỷ tỏ ra chán nản nói với cố phi ai hai mạng còn chưa đủ cố phi cười nham nhở tôi cố ý để lại tên cuối cùng cho cậu còn gì trẻ trâu lúc này nhắn tin cho nghệ thuốc kiếm quỷ làm gì mà để thiên lý hốt hết điểm rồi một thằng bị kiếm quỷ chém bay màu rồi nói ghê tổng, hệ thống thông báo nhận được một điểm tích lũy kiếm quỷ cà khịa trẻ trâu chú ngon thì ra mà bắn đi công tử nói tiếp kiểm tra trên bản đồ xem có đội nào hướng về bên này không hẳn chúng cũng phải biết chúng ta đang dẫn điểm chứ hữu ca thông báo không có nổi một con ruồi chẳng lẽ chúng không thông báo cho nhau, công tử liền đưa ra quyết định, đã vậy thì dùng chiến thuật du kích đi, thế là Hữu Ca, Chiến Vô Thương phấn khởi hô xuất phát, lúc sau, Chiến Vô Thương với Ngự Thiên cũng đã kiếm thêm được một mớ, hệ thống thông báo, công tử tinh anh đoàn đã thu được 50 điểm, công tử nói với Hữu Ca, đám còn lại sẽ đến sớm thôi, chuẩn bị đi, Hữu Ca ngạc nhiên hỏi lại, sao bọn chúng lại biết vị trí của chúng ta, công tử giơ chai nếp cái hoa vàng lên rồi nói, một đường di chuyển, tôi uống xong bình nào là ném luôn bình đó, chỉ có lũ ngốc mới không tìm được Hữu ca đen mặt lại hỏi, cậu, dám bóp đồng đội à? Cô phi gào mồm lên, có 30 mạng thôi à, bơi hết vào đây. Hữu ca giật mình la lên, ê ê, cậu muốn chúng lấy thịt đè người sao? Trẻ châu ôm bụng cười nói, ha ha, anh còn không biết thực lực của thiên lý à? Cô phi đắc ý trả lời, chém người, tôi là chuyên gia, kiếm quỷ lúc này nhắc nhở, chúng tới rồi. Công tử phân công công việc, thiên lý góc 9 giờ, kiếm quỷ 12 giờ, tiện thể dẫn luôn ngự thiên đến rừng cây góc 3 giờ. Còn lão chiến và hữu ca theo tôi là được sau khi vào vị trí ngự thiên tiến hành tấn công để làm nhiễu loạn đội hình của chúng thế rồi bọn kia điều người triển khai theo đội hình tam giác tiến lên ngự thiên thần minh dương cung lắp tên lấy đường ngắm cơ bản các thứ sau đó hắn bắn ra một mũi tên lập tức một thằng bị hét sót bay màu bọn kia chửi ầm lên lũ hèn hạ giỏi thì lộ diện đi trẻ châu lúc này đắc ý thầm nghĩ quào wow, sát thương của cây cung này quá tuyệt một thằng bên này gào lên mũi tên đến từ bên kia cung thủ bắn thế là cả một sổ tên được bắn về phía của ngự thiên thần minh nhưng mà tê cắm lỗ chỗ xung quanh mặt đất nhưng chẳng có mũi nào chúng trẻ trâu cả trẻ trâu chán nản than thở vãi mày độ chính xác này cũng quá kém đi lúc này bọn kia liền hỏi chúng chưa sao không thấy phản ứng gì đúng lúc này kiếm quỷ đã tiềm hành đột nhập vào giữa đội hình địch hắn dùng một chiêu bối thứ đâm thẳng vào mông một thằng gần đó một thằng chiến sĩ vung trọng kiếm lên rồi quát là đạo tặc mau bao vây hắn mục sư hồi máu cơ mà kiếm quỷ vừa chọt người ta xong đã nhanh chóng lùi lại bọn kia liền hỏi muốn chạy nhưng mà một thằng đã ngăn cản bọn kia lại rồi nói đừng đuổi duy trì đội hình công tử lúc này khen ngợi không mắc mưu sao cảnh giác tốt đấy lúc này một thằng khác la lên bảo vệ cung thủ ép đối phương phải chạy ra đột nhiên chúng nó thấy cố phi sách kiếm chạy sộc sộc đến lúc này có một thằng hét lên cái đó có một tên đang cầm kiếm xông tới đây một thằng đần mặt ra hỏi kiếm sao giám định lại cho thấy hắn là pháp sư không nhìn nhầm chứ thằng kia đen mặt thẩm mỹ sao pháp sư lại có tốc độ di chuyển nhanh như vậy lại còn cầm kiếm cái này không hợp lý a một thằng pháp sư gào lên đừng có nghi nhiều nữa pháp sư đâu xả chiêu lúc này bọn kia xối xả dội pháp thuật lên đầu cố phi nhưng hắn đã lạng lách đánh võng né bằng sạch cố phi lúc này dùng ám dạ lưu quang kiếm kích phát xong viêm thiểm Xẹt một phát chém qua người mấy thằng mỗi thằng được một quả cầu lửa trên ngực đến khi nhìn lại đã có ba thằng cháy thành ba cây đuốc sống ba mạng bay màu rồi chẳng lẽ tên đạo tập kia đang phục kích thằng kia đen mặt thẩm mỹ không đúng chúng chết vì sát thương phép rốt cuộc đây là loại pháp sư biến thái gì lúc này mấy thằng hô hào nhau cẩn thận đối thủ rất mạnh vậy phải làm sao giờ dùng phép thuật diện rộng cản đường hắn lúc này kiếm quỷ lại tiến hành ẩn thân bọn kia gào lên Má tên đạo tặc lại tiềm phục rồi một thằng chiến sĩ nhận trách nhiệm tao đã bảo phải giải quyết tên đạo tặc trước giờ thì hay rồi để hắn chạy mất phi tiễn của ngự thiên vẫn chút xuống đầu đối thủ chúng nó la lên tên khốn cung thủ vẫn tiếp tục quấy nhiễu mau xử lý hắn đi chứ thế rồi chúng nó hò hét nhau mau lên dùng phép thuật ép tên đạo tặc lộ diện thằng pháp sư chửi ầm lên mẹ nó phép cái quần gì mày không thấy bọn tao cứ liên tục bị cắt chiêu sao sau đó sinh ra cắn nhau lũ cung thủ vô dụng chúng mày chẳng được tích sự gì cái éo mày có giỏi thì giải quyết tên đạo tặc đi đúng lũ cận chiến vô dụng công tử chấn nản nói thế mà lại loạn thành dạng này tranh thủ kết thúc đi hết rượu rồi chiến vô thương sung sướng nói để tôi lão chiến ra tay gạo say ra thóc công tử hỏi lại ông đứng xem là được rồi kích động cái gì chiến vô dụng chỉ mặt mình rồi hỏi vậy tôi tồn tại để làm gì công tử thản nhiên trả lời ở lại bảo kê tôi chiến vô thương nghe xong cạn mẹ nó lời chiến vô thương tức giận dẫm chân bịch bịch nói tôi mặc kệ tôi muốn kiếm điểm tích lũy thế rồi hắn lao vào chơi chiêu toàn phong trả một thằng giật mình thầm nghĩ ể đâu ra một tên chiến sĩ lúc này có mấy thằng cũng nhận ra điều bất thường chúng nói nhìn công tử với hữu ca ở chỗ khác rồi nghĩ vậy hẳn tên mục sư bên kia là bò lạc một thằng la lên này mau cắt cử mấy người đi dẹp hậu phương của chúng hữu ca lo lắng hỏi công tử chúng phát hiện ra chúng ta rồi làm sao giờ lão chiến lại không có ở đây công tử thản nhiên nói không phải còn có cậu sao chiến đi tôi đảm bảo cậu sẽ không chết được nhìn cảnh đồng đội nhà mình vẫn hăng say chặt chém bên kia nhất là thằng cận chiến pháp sư kia nó nướng con người ta không thương tiếc còn thằng trẻ trâu vẫn ngồi một chỗ dùng phi tiễn bắn lén kẻ địch lại nghĩ đến mình đâm ra hữu ca chán nản hóa tuy là một kỵ sĩ nhưng mình lại chưa từng đánh chính diện bao giờ đúng lúc này một thằng chiến sĩ đã hùng hổ xông vào hữu ca hữu ca nghiến răng hét lên đến rồi thế nhưng cố phi đã lại tốc biến chém bay màu thằng kia mấy thằng giật mình la lên đây không phải là tên pháp sư vừa nãy à sao hắn lại ở đây mạng là anh em sinh đôi hay là quỷ mấy thằng nhìn cố phi rồi hét lên đúng mẹ quỷ rồi chạy mau hữu ca vui vẻ reo lên làm tôi căng thẳng vãi may mà có cậu thiên lý công tử thấy cố phi đứng được một chỗ thì nói còn ngẩn ngơ cái gì mau truy sát chúng đi cố phi vừa ăn vừa nói đợi tí hữu ca giật mình la lên quả nhiên mana là vấn đề nhức đầu với cậu lúc này trẻ trâu đang vác mùm lên chửi lão chiến chết tiệt chim cút đi đừng có dùng toàn phong trảm cản tầm nhìn của tôi chiến vô thương khoái chí nói vừa nãy chú chiếm nhiều tiên cơ rồi cũng phải đền bù cho tôi đi chứ ha 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 cố phi nghe xong mém luôn quả chuối ăn dở rồi nói không được đợi hồi đầy ống mana thì còn cái nhịt mất nghe thấy mấy thằng kia cãi nhau ỏm tỏi thằng pháp sư bên này đần mặt ra đậu hòe chú bắn cả đồng đội luôn à ai bảo ông cản mũi tên của tôi tất cả dừng lại mvp là của tôi tên này thầm nghĩ không thể kết thúc như này được sau đó hắn chỉ đạo tất cả cung thủ dùng truy tung tiễn truy sát đạo tặc chiến sĩ che mũi tên giúp pháp sư đạo tặc tản ra dùng ẩn thân tìm cơ hội hạ tên pháp sư kia thế là bọn đạo tặc đồng loạt dùng tiềm phục để tàng hình sau đó thằng pháp sư kia đánh ra một chiêu băng toàn phong cố phi nhắc nhở mọi người cẩn thận đừng để bị nó cuốn vào nhưng lúc này cố phi đã ngẩn người hắn thầm nghĩ có sát khí đúng lúc này băng toàn phong của thằng kia đã lao tới sau đó một thằng đạo tặc đã vung chuyển thủ đâm lén cố phi nhưng cố phi đã tốc biến ra chỗ khác thằng kia đâm hụt rồi nói lại biến mất. Cố Phi giơ cao ám dạ lưu quang kiếm lên rồi hô, lôi điện, một cột lội điện đã đánh thẳng vào người thằng đạo tặc kia. Cố Phi nhắc nhở, kiếm quỷ, có đạo tặc nhắm vào cậu. Kiếm quỷ nghệt mặt ra, kiểu như chả quan tâm vẹo gì đến lời Cố Phi. Sau đó, hắn cũng tàng hình bằng chiêu tiềm phục. Cố Phi tức nghiến răng thầm nghĩ, đậu phộng, lo lắng thử rồi. Sau đó hắn nhìn ngó xung quanh và nói, giờ thì tất cả đạo tặc đều để mắt tới mình. Đúng lúc này, Cố Phi trở ngược ám dạ lưu quang kiếm đâm ra đằng sau. Thằng đạo tặc bị đâm xuyên người lắp bắp nói, sao? Sao có thể? Cô Phi thở dài, ai, lúc nào không hết, lại hết mana vào đúng lúc này. Sau đó, hắn hét toáng lên, có ai rảnh không, đến kiếm điểm này. Ba thằng, Chiến Vô Thương, Ngự Thiên Trẻ Châu, Kiếm Quỷ hai mắt sáng rực đồng thanh hô lên, điểm, thế rồi ba cái đại chiêu cắm vào mông thằng đạo tặc kia. Toàn phong trảm, thư kích, bối thứ, Hữu Ca nhìn thấy cảnh nhét tỏi vào mồm đối thủ liền cảm thán, thảm quá man. Công tử thở dài, quá công kình. Lúc này, Cố Phi lại đứng im tại chỗ không nói gì. Đột nhiên, con mắt của Cố Phi trợn trừng lên, nhìn rất là hung dữ cô phi vung quyền đấm lệch mùng một thằng đạo tặc gần đó thằng kia hoảng hồn la lên hắn hắn vừa đánh chúng mình rõ ràng đang tìm phục mà cô phi vung kiếm chém bay màu thằng này rồi nghĩ vẫn còn một tên lúc này bọn kia lại giành giật nhau hai tên này là của tôi ks làm cờ hó tiếp chiêu thằng pháp sư kia tím mặt lắp bắp nói vì vì sao thế là hắn khóc lóc nước mắt hai hàng rõ ràng quân số chúng ta gấp cả chục lần mẹ nó có đồng đội đáng tin cậy thật là tốt mà lúc này kiếm quỷ đã tiếp cận thằng này kết cục thì khỏi nói hệ thống thông báo chúc mừng công tử Tinh Anh Đoàn đã giành chiến thắng sau đó thằng này ra ngoài nói với hội cố phi khoan đã xin đợi một lát cố phi ngạc nhiên hỏi có chuyện gì thằng pháp sư kia khẩn khoản có thể cho tôi gia nhập đoàn các cậu được không ngự thiên thần minh ngạc nhiên hỏi nani còn hữu ca với chiến vô thương cũng ngu mẹ nó người sau đó bọn kia gào lên bắt đờ hợi sao đội trưởng rời khỏi đội rồi kệ xác hắn loại đội trưởng vô dụng có cũng như không ngự thiên thần kinh đần mặt ra hỏi thật là quyết đoán đoàn trưởng thấy sao hả công tử nhất thời câm nín sau đó hắn nói với thằng kia chúng tôi rất nhiều nội quy nộp đoàn phí mỗi ngày ngoài ra còn phải mời đoàn trưởng là tôi uống rượu nghe xong cả mấy thằng chiến vô thương hữu ca ngựa thiên đều tối mặt thẩm nghĩ đệt chém như đúng rồi quá là gian trá thằng khiêng nghe xong khoái trí thẩm nghĩ tốt quá rồi thì ra chỉ cần nộp phí là có thể gia nhập cố phi nhắc nhở này cậu kia ngây thơ vậy đừng nghe hắn nói bừa sau đó bọn cố phi lại lục đục nội bộ cắn nhau ỏm tỏi thiên lý tôi rất bồ kết hình tượng thật thà vừa rồi của anh hãy tiếp tục phát huy cút nếu không phải tôi hết pháp lực thì chú có của cái điểm à cái cái gì có điểm hay không là dựa vào thực lực ông nói cái gì ý ông là tôi không có thực lực rời vét bừa được vài mạng cũng ti toe thằng pháp sư chán nản thẩm mỹ xem ra cũng không khá hơn đoàn cũ là bao nhiêu vẫn là thôi đi thế là hắn nhắn cho bọn kia này vừa nãy tôi bấm nhầm thoát đoàn bọn kia cũng xua đuổi cút cho nó tin công tử nói với cả bọn thật sự mà nói thì chúng ta vẫn cần một pháp sư đúng nghĩa hữu ca nhận định nhưng trang bị và kỹ thuật của gã pháp sư vừa rồi bình thường quá công tử tự luyến mặc dù hắn có chút ưu điểm về điều quân nhưng so với anh mày đây thì còn kém tắm lắm chứ đừng nói đến phương diện ngoại hình trí tuệ các thứ chuyển cảnh vân đoạn thành mấy đứa là lối om sòm với nhau mày biết tin gì chưa công tử tinh anh đoàn chỉ 6 thành viên đã thắng vân nhưỡng một cách hủy diệt kinh dị thật tao nghi bọn họ là người của công ty game quá lúc này có một tên mặc áo choàng đen theo sự hướng dẫn của bọn kia đi vào con hẻm. Tên này bước vào bên trong, lén lén lút lút, sau đó, có một thằng chờ sẵn, mở cửa ra cho thằng này. Thằng này cởi bỏ áo choàng xuống, hóa ra là Đào Ảnh Niên Hoa, hắn hỏi, vì sao lại phải lén lút như này? Hà Ngân Nguyệt đoàn trưởng, hóa ra bọn này chui lủi gặp nhau lén lút. Ngân Nguyệt thở dài, gần đây có chút phiền toái, không lén lút không được. Ông nói có việc muốn bàn, Đào Ảnh, Đào Anh Niên Hoa hỏi thằng kia, tôi muốn tìm hiểu thật rõ về đối thủ đã đánh bại các ông trong thi đấu. Công tử Tinh Anh đoàn, Ngân Nguyệt hỏi lại, vậy sao lại tìm đến tôi đừng nói là ông đang muốn dè biểu đảo ảnh niên hoa đáp lại tôi tìm các đoàn đã từng đánh với chúng nhưng tin tức thu về không hữu dụng lắm cho nên muốn thử tìm vận may ở chỗ ông nghe xong mắt của ngân nguyệt sáng lên vậy ông tìm đúng người rồi đấy bọn hắn đều không phải người bình thường thân phận thật sự của từng người là kiếm quỷ hữu ca chiến vô thương ngự thiên thần minh đảo ảnh niên hoa chán nản nói thật không ngờ lại toàn là dạng tuyệt đỉnh cao thủ ngân nguyệt nói tiếp đoàn trưởng gọi công tử hàn gia không có tiếng tăm gì nhưng có thể chỉ huy đám cao thủ này thì nhất định là phải có chút bản lĩnh đảo ảnh niên hoa hỏi tiếp chúng còn một tên pháp sư nữa đúng không nghe đến pháp sư ngân nguyệt gõ gõ tay xuống bàn rồi nói tên pháp sư đó tên thiên lý nhất túy đảo ảnh niên hoa ngạc nhiên hỏi thiên lý nhất túy chưa từng nghe qua ngân nguyệt nói tiếp thiên lý nhất túy này chính là vị sát thủ đại danh đỉnh đỉnh số má nhất cận chiến pháp sư trong truyền thuyết hai bảy một bốn chín nghe xong đảo ảnh niên hoa đứng bật dậy lớn tiếng hỏi cái gì tin này có chính xác thật không ngân nguyệt trả lời chính xác tuyệt đối tôi đã phải trả cái giá bằng cả mạng sống đó thôi đảo ảnh liên hoa toát mồ hôi thẩm mỹ cái này toàn là đại cao thủ lại tụ tập trong một dòng binh đoàn mà dòng binh đoàn này từ trước đến giờ vẫn luôn tỏ ra khiêm tốn như vậy ngân nguyệt nói tiếp còn một tin nữa tôi cũng không ngại cho ông biết nhớ tên pháp sư thần bí trong đêm gặp mặt trước chứ hắn cũng chính là người của công tử tinh anh đoàn đảo ảnh liên hoa thẩm nghĩ. người khởi xướng buổi gặp mặt là hữu ca ngự thiên cũng tham gia còn lại chính là chiến vô thương và hàn gia công tử ngân nguyệt nói thêm nhưng quan hệ của chúng có vẻ cũng không hòa hợp lắm biểu hiện của tên pháp sư đó giống như là giữa chúng có không ít khúc mắc đảo ảnh liên hoa đứng dậy rồi nói hiểu rồi hôm nay cảm ơn ông đợi sau này chúng tôi nhất định sẽ hồi báo ngân nguyệt giả bộ khách khí nói khách khí làm gì tạm biệt thế rồi đảo anh niên hoa đi ra ngoài cánh cửa đóng lại ngân nguyệt cười nham hiểm nói ha ha xem ra việc báo thù không cần ta tự xuất thủ rồi chuyển cảnh thời gian qua đi đảo ảnh liên hoa vừa đi vừa nghĩ những thông tin này thật đúng là ngoài mong đợi sau đó tên này đừng lại trước một cái hòm thư đảo ảnh niên hoa thẩm nghĩ phải ra tay với nhân tố không ổn định tên gọi thiên lý nhất túy này trước đã hôm sau quán rượu tiểu lôi hữu ca với trẻ châu đần mặt ra hỏi hiệu quả tốt như vậy trước mặt chiến vô dụng là một núi bì thư các thứ các kiểu cô phi thở dài nói với cả bọn tổng cộng 241 phong tôi mang đến là để mọi người cùng đọc giúp xem có gì thú vị không nào hữu ca cũng hăng hái nói thêm để tôi giúp một tay cô phi đọc xong mà thở dài thường thượt ai toàn những lời nịnh nọt Hữu ca xác nhận, bên này cũng vậy. Công tử đọc một bức thư rồi nói với cả bọn. Ngược lại bên này có cái này thú vị này. Cô Phi sung sướng reo lên. Lại hẹn quyết đấu à? Công tử trả lời. Lại muốn kết giao bằng hữu chỉ có điều. Người này không những kết giao mà còn muốn châm ngòi ly gián. Nội dung bức thư thế này. Vô cùng hâm mộ quyền cước của cậu. Có cơ hội mong được hợp tác. Nhận thấy đội của cậu hiện tại không quá hòa hợp. Do minh đoàn chúng tôi sẵn sàng chào đón. Gia nhập cũng nguyện vì cậu bỏ ra tài nguyên lớn nhất bồi đắp. Ký tên gạch đít. đào ảnh liên hoa công tử nhắc nhở nhớ hồi âm người ta đấy cố phi giật mình la lên hồi âm toàn bộ công tử xác nhận đương nhiên phải lễ phép chứ mà trả lời hết cũng mệt để tôi giúp cậu trả lời phong thư này đi cố phi hỏi lại hồi âm lễ phép là như nào công tử phán ra mấy chữ cảm ơn nhưng tôi xin được từ chối lúc này trong hòm thư của đảo ảnh niên hoa vẫn trống rỗng đảo ảnh niên hoa ngồi suy nghĩ thật lâu chờ cả một ngày rồi mà vẫn không thấy hồi âm liệu có phải hắn không online hoặc là lúc này có thông báo hệ thống ngài có thư mới mời đến hòm thư kiểm tra và xác nhận thế là đào ảnh niên hoa học tốc chạy ra ngoài hắn nhanh chóng đến hộp thư cầm bức thư lên xem sau đó tên này khoái chí nhảy cẫng reo lên trả lời hắn trả lời rồi mấy đứa khác liền khinh bỉ hỏi thần kinh à đào ảnh niên hoa nhìn thấy nội dung bức thư mà run hết cả người chẳng những tiết lộ chiến thuật mà còn cung cấp đối sách đây chính là phong phạm của cao thủ sao nội dung công tử viết là thế này đúng như lời cậu nói tôi ở trong binh đoàn này không được chào đón cho lắm thậm chí là có chút bị hắt hủi đề nghị của cậu cũng vô cùng hấp dẫn bọn hắn đã bất nhân thì cũng đừng trách tôi bất nghĩa bọn hắn tự biết không có cách nào đánh trực tiếp với tứ hải dòng binh đoàn mạnh mẽ các cậu cho nên trận này muốn áp dụng tối đa chiến thuật đại phong tranh mà phương pháp áp chế chiến thuật này chính là khống chế quân số phe mình chọn ra những thành viên tinh nhuệ nhất để tham chiến đảo ảnh niên hoa lại nghĩ giờ thì mình hiểu rồi thì ra hắn từ chối hảo hữu là vì gần đây có quá nhiều người tìm hắn nửa tiếng nữa là trận đấu bắt đầu phải tranh thủ thời gian bố trí chiến thuật mới mới được nửa tiếng sau khu vực spawn của đội xanh, Hữu Ca hét lên với mấy đứa, cái quái gì vậy, mới vừa rồi còn hơn 60 người, làm sao đột nhiên chỉ còn 30. Sau đó, hắn quay sang hỏi Ngự Thiên Trẻ Châu, "Chú biết chuyện gì đang xảy ra không?" Ngự Thiên Trẻ Châu trả lời, "Chuyện nội bộ, đám lãnh đạo sẽ không tiết lộ chi tiết trên kênh chất đội." Một bên khác, khu vực spawn của đội đỏ, mấy thằng thắc mắc, "Đoàn trưởng, tự nhiên cắt giảm quân số, chẳng lẽ có chiến thuật gì đặc biệt sao?" Đảo Ảnh Niên Hoa trả lời, "Tôi nhận được tình báo, trận này chúng dùng đại phong tranh chiến thuật, chúng ta tương kế tự kế xem ai mới là kẻ đi săn sau đó hắn sung sướng nói ngoài ra tên pháp sư của đối thủ đã bị tôi mua chuộc mọi người không cần chăm sóc hắn quá kỹ mấy thằng khoái chí reo lên đoàn trưởng uy vũ trận này thắng chắc rồi hệ thống thông báo trận thi đấu bắt đầu hữu ca hỏi công tử chiến thuật lần này của chúng ta là công tử trả lời nay còn muốn chiến thuật gì giải trí là chính đâm đá chỉ là phụ tùy tiện chơi đùa là được hữu ca giật mình hỏi lời này không giống cậu chút nào làm sao vậy bộ dạng này của cậu làm tôi hoang mang lắm mau nói chút gì đi công tử thản nhiên nói dùng quấy rồi làm chủ đánh bại từng tên một thế là hắn ra lệnh kiếm quỷ hướng 328, 341, thiên lý 24, 357. lão chiến và hữu ca theo tôi chiến vô thương giật mình hỏi mé lại bắt anh mài làm bảo kê công tử nói tiếp ngự thiên chú đi về phía bên trái bên trái là bên trái đó ngự thiên đương nhiên éo biết bên trái là bên nào lúc này ba thằng chiến vô thương hữu ca với công tử đang đứng hòng gió hữu ca nói với công tử chỗ này tầm nhìn rộng nhưng cũng quá trống trải rất dễ bị phát hiện công tử nói với cả bọn nói không chừng đã đúng lúc này thư kích phóng vèo vèo qua đầu hữu ca công tử đứng sau chiến vô thương mặc trọng giáp nói không ngoài dự đoán tên thì vẫn bay vèo vèo đập vào giáp nghe cong cong mấy thằng cung thủ bên này hỏi trượt rồi thằng kia bật lại méo không thấy hắn là chiến sĩ giáp nặng à đảo ảnh niên hoa nói tiếp cung thủ tiếp tục bắn gã chiến sĩ kia không cần để ý có chúng hay không đạo tặc chuẩn bị sau đó cả bọn đạo tặc đã đưa công tử vào tầm ngắm tiếp theo bọn đạo tặc đã tiềm hành áp sát đảo ảnh liên hoa lúc này ra lệnh cho thuộc hạ động thủ chúng nó đồng loạt nhào và úp sọt công tử bằng chiêu bối thứ bảng thông báo hiện lên tỷ số tứ hải một điểm công tử tinh anh đoàn không điểm thấy thông báo cả đám ngẩn hết cả người ra chiến vô thương lúc này đã dùng hết sức đánh ra toàn phong trảm lập tức hai thằng đã bị chém bay màu sau đó chiến vô thương đã gào mồm lên nói hữu ca giúp tôi cản đống mũi tên đảo ảnh liên hoa lớn tiếng ra lệnh tiếp tục quấy rối tên chiến sĩ lúc này một đống phi tiễn đã lao vào chỗ chiến vô thương hữu ca cũng bị bọn kia bắn thành tổ ong sau lưng lại còn có đạo tặc đâm đít hắn thở dài ai chết tiệt toàn là thư kích lão chiến tôi lúc này bảng thông báo hiện lên tỷ số tứ hải ba công tử hai hữu ca bay màu sau đó ở điểm truyền tống hữu ca với chiến vo dụng đã gặp mặt công tử hữu ca la lên không ngờ chúng lại chủ động trước phải làm sao bây giờ công tử than hiên hỏi lại còn làm sao đi uống rượu thôi còn lại giao cho ba tên đi chuyển cảnh trong chiến trường đảo ảnh niên hoa nói với bọn kia tốt lắm dẫn điểm rồi tiếp tục duy trì trong lòng hắn thầm nghĩ đúng như thiên lý nói chiến thuật đại phong tranh chủ yếu dựa vào ba nhân vật cơ động chúng ta chiếm tiên cơ bẻ gãy được ba tên ở hậu phương hiện chỉ còn lại ba người không hai người chúng ta thắng chắc rồi thế là hắn ra lệnh cho đồng bọn tất cả đứng tại chỗ đợi lệnh tuyệt đối không được hành động đơn độc phát hiện đối thủ lập tức thông báo vị trí một bên khác ngự thiên thần kinh la lên cái quái sao chưa gì ba tên ngốc kia đã treo rồi kiếm quỷ nhắc nhở công tử không nhắn nhủ gì hẳn là trong dự tính của hắn hữu ca nói với cả bọn ba người chúng ta duy trì khoảng cách tìm kiếm cơ hội bắt lẻ kiếm quỷ nhận định tôi nghĩ chúng sẽ không đi loạn dù sao đang dẫn điểm trước đi lẻ là rất nguy hiểm tứ hải sẽ không ngu như vậy cô phi nói với trẻ châu vậy ngự thiên thu hút hỏa lực của chúng cậu ẩn thân đánh lạc hướng còn tôi đợi thời cơ ra tay ngự thiên thần minh tán thành được tôi tìm nơi thích hợp điều tra tình hình một chút đột nhiên trẻ châu la lên a à, có biến bên này có một đội khoảng 20 người lấy cung thủ làm chủ lực kiếm quỷ nghe xong hắn cũng bắt đầu tàng hình bằng chưa tiềm phục ngự thiên thần minh bên này cũng nói đã chuẩn bị xong thế là hắn dùng chưa thư kích véo một nhát một thằng cung thủ đã bị hết sót, bọn kia la lên cẩn thận có mai phục mấy thằng kia nhìn đồng đội bay màu thì nghĩ miểu sát là ngự thiên thần minh cái gì sát thương của nó có thể miểu sát sao lúc này thông báo lại hiện lên tỷ số tứ hải ba công tử ba đảo ảnh liên hoa ngạc nhiên hỏi sao điểm bị san bằng rồi bên đó đã xảy ra chuyện gì chạy mau ngự thiên thư kích từ xa miểu sát một người đảo ảnh niên hoa thẩm mỹ 30 người phe mình đều là tinh anh của tinh anh có thể miểu sát vậy chắc chắn ngự thiên đã đổi vũ khí xịn hơn thế là hắn ra lệnh cho thuộc hạ không cần đánh chạy ra khỏi phạm vi tấn công của ngự thiên đợi bọn tôi tới tiếp viện lúc này đám cung thủ nháo nhác la lên mũi tên từ bên kia tới mau rời khỏi chỗ này tuyệt đối đừng để chúng có thêm điểm đúng lúc này kiếm quỷ đã xuất hiện ở giữa bọn này chúng nó đần mặt ra thẩm mỹ đệt tên đạo tặc lẻn vào giữa đội hình từ lúc nào kiếm quỷ đánh ra một cái đại chiêu ngự thiên bổ đao rồi thì một mũi tên của ngự thiên thần minh đã bắn tới đâm vào giữa ngực một thằng mấy thằng mục sư la lên cố lên mày hồi máu sắp cột đao xong rồi đúng lúc này một thằng đã bị miểu sát một đao đâm xuyên qua ngực tên này cứ thế bay mẹ nó màu đảo ảnh niên hoa kinh ngạc hỏi sao mất điểm rồi đang ở đâu báo tọa độ đi mấy thằng la lên hắn lại lần đâu rồi sau đó kiếm quỷ xuất hiện ở phía xa đằng kia mau đuổi theo kiếm quỷ ngạc nhiên hỏi cố phi a sao cậu lại ở đây cố phi trả lời công tử bảo tôi đến yểm hộ cậu đi trước đi bọn kia ngạc nhiên hỏi là tên pháp sư của phe chúng tao nhớ đoàn trưởng nói hắn bị ngược đãi thế là chúng nó cười phá lên ha ha xem ra chúng ta không cần phải động thủ lúc này cố phi vẫn đứng im bình chân như vậy mặt hắn tối sầm lại tràn ngập sát khí bọn kia la lên này còn đứng đấy làm gì ngăn tên đạo tặc lại đi chứ bất ngờ cố phi tỏ ra tức giận quát lên song viêm thiểm thế là hắn lướt qua người mấy thằng, lập tức đã có đứa bị bốc cháy. Cố Phi khu kiếm chém ra một vòng, lửa cứ gọi là cháy tương bừng. Mấy thằng la lên, song viêm thiểm phát sinh hiệu quả thiêu đốt. Con mẹ nó game bị lỗi rồi à? Mục sư la lên, bọn mày đừng để lửa chạm vào, tao hồi máu không kịp. Lúc này, kiếm quỷ đã xuất hiện ở phía sau chơi trò đâm lén, bối thứ, cả đám bên này tá hỏa la lên. Móa, tên đạo tặc quay lại rồi. Mục sư đâu? Cứu tao. Bên này, đảo anh Liên Hoa đang hộc tốc chạy về, hắn hoảng hồn la lên, làm sao không thấy ai nhắn gì nữa? tỷ số kéo thành 3, 21, rốt cuộc bên đó xảy ra chuyện gì? Đảo Ảnh Liên Hoa toát mồ hôi thầm nghĩ, chẳng lẽ bị đoàn diệt? Lúc này, Đảo Ảnh Liên Hoa đã lên đến vị trí quan sát, hắn nhìn đồng bọn nằm sân la liệt, tên này chán nản gào lên, rốt cuộc vì sao? Ngự Thiên Thần Minh nói với cả bọn, "Chú ý, chú ý, tôi thấy Đảo Ảnh Liên Hoa đang đến, hai ông anh cẩn thận." Cố Phi chỉ quan tâm đến đánh đấm, hắn hỏi Trẻ Châu, "Trình độ tên này thế nào?" Trẻ Châu trả lời, "Không rõ, bình thường trong công hội, hắn chỉ tham gia sắp xếp chiến lược." rất ít khi xuất thủ cố phi nghe xong lập tức nhận trách nhiệm vậy để tôi tiếp hắn đảo ảnh liên hoa thấy cố phi lập tức giật mình nói là cậu không phải trong thư đã nói nói rồi hắn lấy bức thư trong túi chứa đồ ra sau đó hắn gào lên thư vẫn còn đây cậu quên rồi sao cơ mà cố phi chỉ hùng hổ nhảy sang và đánh ra một chiêu song viêm thiểm ngọn lửa bùng lên đốt cháy cả bức thư nhìn bằng chứng trên tay của mình bị đốt cháy đảo ảnh liên hoa chửi ấm lên khốn kiếp kiếm quỷ chán nản nhận định yếu quá đi cố phi thấy bức thư cháy tàn dưới đất rồi hỏi Ừm gì đây? Cái này đúng là hủy di diệt tích mà. Lúc này, đảo ảnh niên hoa đã được truyền tống ra ngoài. Thằng kia liền hỏi, đoàn trưởng, có thật hắn ở phe mình? Sao tôi thấy chém giết sông sáo nhất? Đảo ảnh niên hoa gào lên, không đúng, là tôi bị hắn lừa. Rõ ràng trong thư hắn gửi cho tôi có nói. Hắn nhìn hai bàn tay trống rỗng của mình rồi nói, ể thư, thư đâu? Đảo anh niên hoa khóc ròng, hóa, thế mà còn biết thủ tiêu chứng cứ. Thư bị hắn đốt rồi này ta lấy gì chứng minh trong sạch đây? Cuối cùng trận đấu kết thúc, chiến thắng thuộc về công tử tinh anh đoàn cố phi lúc này cũng bước ra ngoài lúc này đảo ảnh liên hoa cùng đồng bọn nhìn cố phi bằng ánh mắt đỏ rực cố phi đần mặt ra nói có sát khí cố phi lúc này hoảng hồn nói có phải các vị tìm nhầm người sau đó hắn quay sang kiếm quỷ hỏi ê cậu thằng kia nhanh chóng thi triển tiềm phục để ẩn thân cố phi đần mặt ra hỏi mày chẳng lẽ vừa rồi chém giết hang quá nên tìm mình báo thủ căng nha một đấu với hơn 30, mà khoan cố phi đột nhiên nghĩ thông hai mắt sáng rực nghĩ đây chẳng phải là được đồ sát miễn phí sao cố phi nhắn tin cho nghiện thuốc kiếm quỷ bận gì thì làm đi ở đây không cần hỗ trợ nghiện thuốc thở dài ai đúng là cuồng pk đột nhiên đảo ảnh niên hoa quay người bỏ đi và nói chúng ta đi cố phi nhìn theo ngạc nhiên hỏi sao lại đi rồi đám này kỳ quái thật chuyển cảnh tổng bộ tung hoành tứ hải phong hành gào lên hỏi vì sao vì sao không chém chết hắn đảo ảnh niên hoa tức giận nói chứng cứ đã mất có động thủ cũng không thể khiến mọi người tin phục thậm chí bản dân thiên hạ sẽ ác ý nói chúng ta vì thua nên cây cú tôi không thể để công hội mất thêm mặt mũi phong hành nổi điên lên nói ông nghĩ quá nhiều rồi đấy hội trưởng ý anh sao vô thể chi kiếm cảm thán thật không ngờ hắn vậy mà lại có thể trà trộn vào tử tinh hội tên này không đơn giản nha hai thằng kia nghe xong hét ầm lên giờ là lúc nào ông đứng đắn một chút hộ cái vô thể chi kiếm nói tiếp cứ theo đề nghị của đảo ảnh đi tạm thời án binh bất động chúng ta từng có hiềm khích với hai mà lần đó cũng là do tên bất tiếu gây sự trước nếu hắn vì nguyên nhân đó mới gây khó dễ cho chúng ta vậy càng không thể lôi chuyện cũ ra vì tên bất tiếu kia mà chúng ta mất rất lâu mới có thể lấy lại được chút hình ảnh giờ không thể lại tiếp tục ném đi phong hành nghe xong nổi điên lên nói thế nhưng mà vô thể chi kiếm trận họng điều tra rõ mục đích của hắn rồi bàn tiếp bởi bị người ta cho ăn một cú lửa cái này truyền đi sẽ rất khó nghe phong hành nghe xong thấy hợp lý quá éo cãi được chỉ đành đồng ý rõ lúc này có tiếng hộp thư chuyển đến ốc 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 cố phi thở dài nói lại có thư tín mới phiền thật đấy sau đó hắn thấy trên tay là thư thách đấu cố phi lập tức ngẩn người ra chắc là sướng quá cố phi cảm động đến khóc lóc run người áo mày rốt cuộc cũng có một bức thư đứng đắn cố phi mở thư ra đọc trong thử chỉ vẻn vẹn có ba dòng đơn đấu dám không phong hành cố phi lấy bút lông ra rồi nghĩ tốt thích nhất là loại đơn giản nhưng thô bạo này thời gian địa điểm sân tập võ của cách đấu quán không gặp không về thế rồi hai đứa nó đã hẹn hò xong xuôi phong hành đứng ở trên sân thi đấu một mình nhưng không kém phần uy vũ phong hành đứng chờ đợi cố phi nộp mạng mặt hắn hầm hầm như thịt bằm nấu cháo cố phi vừa đi vừa nghĩ sao đến giờ mình mới phát hiện ra có một nơi thích hợp để pk đến thế này nhỉ phong hành khen ngợi rất tốt có dũng khí cố phi cầm ám dạ lưu quang kiếm lên rồi nghĩ cũng khuya rồi đánh xong rồi offline là vừa sinh phong hành thầm nghĩ trung quy lại vẫn là pháp sư mà còn là cận chiến pháp sư chẳng lẽ ngươi không biết cách đấu ra thích bán hành cho nghề nào nhất sao tên này tỏ ra đắc ý thầm nghĩ huống hồ ta còn hiểu khẩu hình giải thích khẩu hình là thuật đọc cử động của miệng phong hành vẫn đắc ý vô cùng làm pháp sư bắt buộc phải mở miệng ngâm sướng chưa thức nên nhờ biết bí mật này mà ta chưa từng thua bất cứ một pháp sư nào nào tới đi tốt nhất tốc là biến đến trước mặt ta để ta phô trương quyền cước phong hành vẫn đang chầm chằm nhìn miệng cố phi thấy cố phi bắt đầu há miệng thằng này vui sướng thầm nghĩ đây đây rồi là xong viêm thiểm hay là tốc biến đây cố phi tức xì khói nói ê chọc lề mê thế rốt cuộc chơi hay nghỉ đây phong hành nghe xong ngu mẹ nó người sau đó hắn cây cú thẩm mỹ hóa mải quan sát miệng hắn mà chết tiệt phong hành lao vào rồi quát đương nhiên đánh tôi sẽ không nương tay đâu đấy cố phi cũng vung kiếm ra và nói hảo tốt nhất là nói được phải làm được nhìn tư thế vung quyền của phong hành cố phi thẩm mỹ bắt đầu bằng sách mã lưu tinh cơ mà lúc này phong hành lao đến cố phi đã vòng ra đằng sau tên kia thẩm mỹ hắn tốc biến à. cố phi vung tay chặt xuống gáy phong hành nghe chát một phát phong hành ôm lấy cổ rồi nghĩ rõ ràng là tốc biến nhưng sao mình không thấy hắn ngâm chiêu cố phi bên này đã cất ám dạ lưu quang kiếm đi bàn tay hắn nắm chặt lại phong hành nhìn thấy mà cũng ngu mẹ nó người hắn nhìn tư thế của cố phi thì đúng là sách mã lưu tinh phong hành lúc này thầm nghĩ đầu óc hắn có vấn đề à một pháp sư lại cứ nhất quyết phải dùng kỹ năng của cách đấu ra vừa không có sát thương lại cũng chẳng tạo ra được hiệu ứng gây choáng của kỹ năng được rồi tới thì tới đi cố phi lúc này đã lao tới còn phong hành lúc này đã phát động kỹ năng gì đó hắn nắm chặt vào hai vai của cố phi sau đó hét lên bão thân đầu phong hành ngửa người ra sau hắn ném thẳng cố phi ra ngoài cố phi bị ném ra lập tức đập xuống đất rồi lại nảy lên sau đó rơi xuống cố phi lùng cồ ngồi dậy còn bụi đất bay mù mịt sau đó phong hành lại tiếp tục lao vào đánh ra một chiêu sách mã lưu tinh cố phi bị ăn một đấm lập tức bay xa chục mét sau đó cố phi rơi ra khỏi võ đài ngã bịch xuống đất phong hành lúc này hùng hổ xông lên hắn chạy mà nghe rầm rập tiếp đó tên này bật nhảy lên cao rồi hắn dùng chân nện xuống đánh ra chiêu phi yến trảm. nhưng khi chân của hắn nện xuống cố phi đã biến mất thế cố phi xuất hiện ở phía sau mình phong hành toát mồ hôi thầm nghĩ hỏng rồi là tốc biến cố phi lúc này đã nhảy tới hắn vung tay lên sau đó hét lên thật to chặt một phát vào đầu phong hành thằng này thấy cố phi đánh như gãi ngứa thì đần mặt ra cố phi xoay người đi và nói đủ rồi tôi đi đây phong hành tức nổi gân xanh quát đứng lại nói vậy là có ý gì tôi nói đứng lại nói rồi nhảy chồm về phía cô phi cố phi lập tức thục người xuống né quyền của phong hành sau đó hắn quay người đánh ra một cú móc hàm rồi lại tiếp tục co chân sút cho phong hành bay lên trong lúc phong hành còn đang ôm cằm thì cố phi đã nhảy lên sau đó lại đá một phát thẳng vào má của phong hành tiếp theo hắn nắm lấy vai của tên này rồi đu người xuống định đánh ra chiêu bão thân đầu ném người đi nhưng mà cố phi hoảng hồn la lên ai không quang nổi sau đó cố phi thả phong hành ra cố phi nói với phong hành là ý như này đấy thế nào phong hành tái mẹ nó mặt thầm nghĩ vì sao vì sao một pháp sư lại có thể vận dụng kỹ năng của cách đấu ra một cách thuần thục như vậy đấm móc đạn cước phi yến chảm bão thần đầu nếu hắn là cách đấu ra chân chính chắc chắn ta đã bị liên chiêu vừa rồi tiễn về điểm hồi sinh lẽ nào hắn là một bậc thầy công phu ngoài đời thật phong hành gào lên hỏi đợi đã vừa rồi làm thế nào mà cậu lại có thể ra chiêu một cách liền mạch như vậy cố phi vuốt cằm suy nghĩ rồi trả lời ừm tập luyện tiết tấu thật nhanh mà theo thuật ngữ game thì tiết tấu phải giải thích sao nhỉ liên kích phải không tiết tấu ở đây có thể hiểu là nhịp của tốc độ tấn công tóm lại cơ bản là vậy luyện nhiều sẽ thành phong hành ngoan ngoãn nghe lời vâng hiểu rồi sao cứ thấy sai sai chỗ nào chuyển cảnh ngày hôm sau quán rượu tiểu lôi nghịch lưu nhị thượng hỏi nguyên lai like dòng binh đoàn kia là ông anh sáng lập công tử chỉ khẽ mỉm cười làm duyên tay vẫn không quên cầm rượu tạo dáng nghịch lưu nhị thượng nói tiếp vì vậy ngay từ đầu ông đã biết vị pháp sư kia là ai kín miệng thật đấy báo hại chúng tôi khổ sở tìm kiếm sau khi thi đấu kết thúc để bọn họ đều gia nhập công hội chúng ta đi càng đông càng vui công tử lại nói đừng nghĩ nhiều tuy tôi là đoàn trưởng nhưng cũng không có nghĩa là được quyền làm chủ được bọn họ nghịch lưu nhị thượng im lặng một chút rồi nói được rồi nếu có cơ hội mời mọi người cùng uống rượu công tử khoai trí nói câu này hay này đúng lúc này cánh cửa mở ra cố phi ngạc nhiên hỏi là cậu nghịch lưu nhị thượng cười nhạt ha nhắc tào tháo tào tháo đến cố phi chỉ vào hai thằng và nói các chú nghịch lưu nhị thượng nói thay trung công hội là người một nhà cố phi vui vẻ nói tôi nhớ là pháp sư và trận pháp của các cậu rất lợi hại nhỉ nghịch lưu nhị thượng đáp đâu có đâu có cố phi lúc này nhắn tin cho phú bà a tế cho trang bị kháng phép không cho mượn dùng chút mấy phút sau tế yêu vũ đã khệ nệ khiêng một cái túi to đẩy cửa phi vào cô ta đáp thẳng vào mùng cô phi và nói dùng xong nhớ trả lại mấy thằng nói nhỏ với nhau đù tế yêu vũ tần hai bảy một bốn chín kìa mày có xích mích à cô phi thấy tế yêu vũ đóng cửa chạy biến đi thì nghĩ rõ ràng cô ta có ý tốt mà sao lại bày bộ dạng như thâm cừu khổ hận vậy cô phi mở cái túi trang bị ra lập tức ánh sáng vàng làm mù mắt chó cô phi nhìn đóng trang bị mà la lên quào wow, không hổ là đại phú bà mấy đứa lại nói nhỏ với nhau mễ thì ra là đến đưa trang bị có gian tình à nha cố phi cười nham nhở nói với nghịch lưu nhị thượng tính sơ sơ thì bộ này kháng phép đến hơn 70%, chắc đủ dùng để đấu với công hội các ông rồi nghịch lưu nhị thượng toát cả mồ hôi nghĩ dám công khai thông tin trang bị trước mặt đối thủ đây là tự tin đến thế nào công tử cầm rượu lên rồi đuổi khách cũng sắp đến giờ rồi nghịch lưu hội trưởng hẹn gặp trong trận sau đó hắn nói với chủ quán tiểu lôi hôm nay ghi sổ tiếp nhá nghịch lưu nhị thượng đứng dậy nói chọn ngày không bằng đụng ngày rượu hôm nay để tôi mời đi công tử khoái chí nói a à, à, hội trưởng hào phóng vậy tôi cung kính không bằng tuân lệnh sau đó nói với chủ quán tiểu lôi hóa đơn này do hắn thanh toán nghịch lưu nhị thượng ngay lập tức đã ăn quả đắng rượu đắt nhất à ai bảo mời con sâu rượu làm gì chuyển cảnh bản đồ thi đấu khu vực spawn đội xanh công tử nói với cả bọn đối thủ của chúng ta là 80 người bất quá tin tức từng người tôi đã rõ như lòng bàn tay giờ xe cho các chú hữu ca la lên cái gì thuộc thông tin toàn bộ 80 người chiến vô thương đần mặt ra nghĩ rốt cuộc hồi bé hắn uống sữa gì công tử khoái chí nói với cả bọn đương nhiên nghe cho kỹ thế là hắn bắt đầu kể trong lúc nghe kể chỉ có mỗi hữu ca là nghe còn bọn kia thì ngủ hữu ca la lên thật đủ 80 người cậu không đi làm tình báo là quá lãng phí mấy thằng kia giật mình tỉnh dậy rồi hỏi gì kể xong rồi hả hữu ca khoái chí nói tốt quá rồi vậy những tin tức này sẽ trợ giúp rất lớn về mặt chiến thuật cho chúng ta công tử lại phán một câu xanh dờn còn chưa nghĩ ra chiến thuật gì chẳng qua anh mài kể ra là muốn tận hưởng ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ của các chú thôi làm đồng đội với một lũ đần chán thật trẻ trâu gào lên tôi muốn bổ chết hắn chiến vô thương cũng nói hư tiếc là vũ khí của chúng ta không phải đao hữu ca không biết lấy đâu ra hai con dao rồi nói đao đây các đại ca hệ thống thông báo trận đấu bắt đầu cô phi hỏi công tử tìm chỗ cao thăm dò tình hình phe địch trước công tử éo nói gì ngự thiên thần kinh tăng động reo lên tìm chỗ cao nghề của chàng công tử tặc lưỡi một cái rồi nói chật chật có vài thành phần tự cho là nhìn thấu ý đồ của ta thật ra đều sai bé bét cố phi gào lên đại ca bọn em sai rồi đại ca đừng tự ái nữa có kế hoạch gì mau nói đi công tử thản nhiên quay đi rồi nói được rồi đi theo tôi hữu ca ngạc nhiên hỏi kiếm quỷ lời công tử vừa nói là kiếm quỷ giải thích trước kia có một lần ý đồ của hắn bị người khác đoán ra thế là hắn cố ý thay đổi chiến thuật kết quả hữu ca lúc này lo lắng hỏi kết quả thua kiếm quỷ giải thích thua thì không chỉ là tổn thất lớn hơn lúc đó hắn nói toạc ý đồ ra để mọi người tự xử nghe xong cả ba thằng chiến vô dụng cố phi ngự thiên thần kinh đều hoảng hồn thời gian qua đi công tử dẫn bọn cố phi đi dạo một vòng trong rừng hắn nhìn ngó xung quanh sau đó chọn một cái cây thật đẹp rồi nói đây rồi ba thằng chiến vô dụng thần kinh với cố phi thẩm nghĩ mé sao tự dưng lạnh gáy vậy ta công tử vỗ vỗ vào cây rồi nói cây này được đấy lên đi hữu ca ngạc nhiên hỏi trèo trèo lên cây chiến vô thương thở dài rồi cảm thán thì ra chỉ là trèo lên cây cố phi ngạc nhiên hỏi đợi đã sao lại phải trèo cây công tử giải thích đây là chiến thuật thiên lý ngự thiên hai người lên trước ngự thiên thần kinh sợ hãi la lên tôi tôi không biết trèo cây chiến vô dụng làm mặt nham hiểm rồi nói để anh giúp chú thế rồi lão dê già ném thằng dê non lên trên trời ngự thiên thần kinh gào lên ỏm tỏi móa lão chiến tôi nguyền rủa ông ngự thiên thần minh khổ sở run rẩy ôm lấy thân cây nó thầm nghĩ phải tranh thủ tụt xuống cơ mà chiến vô dụng bên dưới đã lấy trọng kiếm ra đe dọa xuống đê để anh thông chú Cố Phi gào lên: "Ngự Thiên, cứ yên tâm xuống đi, tôi giúp cậu." Ngự Thiên thần minh nước mắt hai hàng nói: "Thiên Lý, muốn nói giúp, nhưng anh rút kiếm ra làm gì?" Còn Chiến Vô Dụng thì cười phá lên ha ha ha. Công tử thấy bọn kia nháo nhào một hồi bực dọc quát: "Đừng làm trò nữa, tranh thủ thời gian đi." Thế là Chiến Vô Thương đỡ các anh em bật lại. Công tử cũng được kiếm quỷ kéo tay đỡ lên: "Nào, Chiến Vô Thương vui vẻ đề nghị: "Thiên Lý, giúp tôi một tay." Cố Phi đần mặt ra hỏi: "Tôi? Ông đùa hả? Tôi là một pháp sư chói gà khâu chặt đấy." ngay cả trọng kiếm của ông còn không nâng nổi chiến vô thương đần mặt ra nhìn cái thân cây một lúc sau đó hắn bắt đầu ôm lấy thân cây rồi đạp đạp chân lên lão ta sung sướng nói trèo cây mà thôi các huynh đệ lão chiến lên đây 5 phút sau chiến vô dụng nói với cả bọn nhìn hộ xem tôi leo đến đâu rồi cái hóa ra lão này mới leo được được chừng nửa mét kiếm quỷ chấn nản than thở còn không giúp lão e là cây bị lão ôm gãy luôn mất ngự thiên thần mình thích chí cười phá lên ha ha đáng đời ai bảo vừa rồi muốn thông tôi cơ mà đột nhiên cành cây chỗ trẻ trâu ngồi phát ra một tiếng rắc nó hoảng quá nhảy phát lên trên một lát sau chiến vô dụng cũng được kéo lên một cành cây hắn run rẩy nói đa tạ các huynh đệ hữu ca đứng trên cành cây quan sát rồi hỏi vào vị trí cả rồi giờ làm gì công tử thản nhiên trả lời đợi chúng phát hiện ra chúng ta hữu ca ngạc nhiên hỏi đợi lỡ chúng không phát hiện ra thì sao cô phi cũng chen mồm vào có cần đi dụ chúng tới không công tử giải thích không cần chúng tới càng muộn càng không có tính cảnh giác càng tốt bởi mục đích của chúng ta là bịt mắt bắt dê sẽ rất thú vị các chú chỉ cần nghe anh là được công tử lúc này thầm nghĩ đây là muốn chơi đùa người khác sao xong trận này chúng thảm rồi lúc này bọn kia đã kéo tới và nói không thấy bóng ai chẳng lẽ trốn trong rừng nghịch lưu nhị thượng thầm nghĩ địa hình nơi này vừa cao vừa thoáng nhìn một cái là không sót thứ gì vậy khả năng là trốn ở khu vực trũng hoặc rừng rậm thế là hắn ra lệnh cho thuộc hạ tất cả chú ý chiến thuật trải thảm lục soát toàn bộ khu rừng lúc này đã có một đám tìm kiếm trong rừng chúng nó cẩn thận đi kiểm tra từng cái cây một hữu ca nói với cả bọn chúng đang hướng về bên này hàn gia công tử nhắn tin tiếp tục đợi sau đó hắn nói với cố phi chuẩn bị tấn công phép thuật phạm vi rộng hỏa thụ thiên trọng diễm cố phi lại hỏi ờ mà ném vào đâu công tử trả lời chỗ nào có người rơi xuống thì ném vào chỗ đó cố phi thầm nghĩ ách vẫn là phải hố người một nhà hả công tử nói tiếp kể cả người rơi xuống là tôi đi chăng nữa cố phi khẳng định vậy tôi can đoan sẽ phát huy 100% công lực oanh tạc chú công tử nhắc nhở xịt tới rồi lúc này kiếm quỷ vẫn ngồi im trên cành cây không có động tĩnh gì lúc này có một thằng đang vỗ vỗ bột bột vào thân cây sau đó nó nói với đồng bọn khu này đã lục soát kỹ không thấy dấu vết gì cả cẩn thận thêm một vòng nữa đi nhất định có thể đúng lúc này có tiếng cây gãy phát ra rắc rắc tiếp đến là có vật nặng rơi xuống đất cái bịch chiến vô thương nằm ngây ngốc trên mặt đất mấy thằng kia nhìn thấy có mồi lập tức đắc ý gào lên hàng về các huynh đệ thịt hắn thế là cả bọn nhảy bổ vào chơi chiến vô thương chiến vô thương mới hoàng hồn nhớ ra mình đang ở giữa quân địch đột nhiên đại triều đánh xuống hỏa thụ thiên trọng diễm chiến vô thương khoái chí la lên hảo huynh đệ thiên lý cơ mà chiến vô thương thấy hỏa công thiêu cả mình thì đần mặt ra lập tức có mấy đứa bị lửa nướng cháy mấy đứa bị hỏa diễm quấn thân lập tức gào lên mục sư mau trị liệu hỏa pháp này có thiêu đốt cố phi thầm nghĩ ngay cả mấy nghề máu giấy cũng không miểu sát được xem ra ai lên cấp 40 cũng đều sắm cho mình trang bị mới cả rồi nghịch lưu nhị thượng thẩm mỹ chiêu này đến từ đâu ai thấy không thằng kia la lên hỏa thụ thiên trọng diễm là kỹ năng không định hướng cho nên lúc này chiến vô thương đã đứng dậy hắn hai tay cầm hai thanh trọng kiếm tiếp theo là xoay người đánh ra một chiêu gió xoáy toàn phong trảm thế là bọn kia vừa ăn thiếu đốt lại vừa bị ăn lốc xoáy chúng nó gào lên cứu mạng chiến vô thương thẩm mỹ hóa hp vẫn tiếp tục tụt là do đám lửa cháy trên đất thế này chẳng mấy chốc mà bị thiêu chết chạy trước đã sau đó chiến vô thương nhìn về phía sau hắn đã phát hiện ra đường chạy nghịch lưu nhị thượng gào lên muốn chạy mau bao vây hắn thế là lại có một đám nữa lao vào đòi chém chiến vô thương. Công tử lúc này hạ lệnh, thiên lý, ngắm chuẩn vị trí, thả thêm một chiêu. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ cho kênh Ngọc Hưng Review truyện tranh thuyết minh của em nha. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và để lại bình luận để em có thêm động lực ra nhanh tập tiếp theo nhé. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất được phát sóng trên kênh. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye!